Hôm nay là ngày mùng 1 các bạn. Mùng 1 tháng 7 mình có nấu canh bí hầm dừa đó các bạn. Bí nè. Bí hầm dừa mình cắt đương đương nhỏ ha. Đây là khoai môn nè. Đây là nấm mèo. Đây là dừa nè. Đây là chao. Bí hầm dừa ăn với chao rất ngon các bạn. Bây giờ mình bắt cái là chảo nồi dầu lên ha. Cho dầu dầu nó sôi lên ha. Mình xào. Dầu nó sôi lên mình xào với bí xào bí nha các bạn, dầu nó nóng lên. Khoai môn này mình luộc sơ qua rồi mình gọt vỏ xong mình rửa sạch đi, rồi bắt đầu là mình sắc lại vuông vuông rất tương xứng với lại cái củ cải đỏ này nha các bạn. Nó có dầu dầu nóng á, dầu nóng mà mình bỏ bí vô, bỏ bí vô mình xào nữa các bạn. Xào mình bỏ nước muối, bỏ muối với đường vô nha. Thành nó vàng chín nó bắt đầu gần chín mình bỏ muối đường vô ha. Rồi xong rồi mình nêm, mình bỏ muối đường xong rồi cái mình bỏ nước cốt dừa vô, cái dạo trước đi rồi đó là mình cho nó chín hẳn, mình bỏ khoai môn thôi, khoai môn mình bắt được sơ qua rồi nha đó. Rồi mình bỏ nước mèo các bạn. Phía sau khi mình xào các bạn, mình xào nó mềm với dầu nó mềm rồi mình nêm muối với đường ha. Nè bây giờ nó mềm mình ha, mình bỏ nước mèo vô nè. Nó mèo xong bây giờ khoai môn á, mình đã hấp xong mình cắt cho vuông vuông rồi nè. Rồi mình bỏ vô tiếp ha các bạn. Đó. Đây mình nấu cái nước dạo dừa ha. Tại hôm trước mình còn nửa lon đó, mình nấu đó, mình pha nước vô. Cái một lon nước dừa này nè các bạn. Nước dừa đậm đặc này nè. Mình có thể pha 1 lít nước á, nó béo lắm mà nó đặc lắm. Bây giờ mình cho nó chín hẳn rồi bắt đầu mình bỏ một lon nước dừa này vô nữa nha. Mình cho nó sôi nó chín hẳn luôn, tại khoai môn mình vừa chín tới mình gọt vỏ nó mình sát vuông vuông theo như bí nè. Bây giờ tất cả nếu nó mềm hết rồi thì mình bỏ lon nước cốt dừa vô nha. Đây mình ăn với chao nè, đây mình ăn cơm với lại bí hầm dừa với lại chao. Bí hầm dừa mình nấu xong chín nêm, nêm nếm xong rồi độ ngọt vừa để các bạn mình bỏ thêm 2 muỗng cà phê bột nêm chay vô nữa nha. Đây là bí hầm dừa mình nấu xong rồi nè các bạn đó. Gồm có là bí đỏ nè, khoai môn, nấm mèo, nè, đường, muối và bột nêm chay nha các bạn. Các bạn làm thử ăn nha, ngon lắm nha các bạn ơi. Chúc các bạn vui khỏe ha.